Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Việt Hàn được thành lập từ năm 2006. Đến nay, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Việt Hàn đã có những bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm và sản xuất, mua bán nguyên vật liệu xây dựng cũng như kinh doanh một số ngành khác có thể kể đến: mua bán bê tông thương phẩm, cho thuê máy móc thiết bị công trình, cho thuê xe vận chuyển bê tông, dịch vụ bơm thuê bê tông, mua bán ô tô, phụ tùng ô tô xe máy và thiết bị từ năm 2006 đến năm 2016 từ một công ty nhỏ còn gặp nhiều khó khăn tiền vốn có hạn kinh nghiệm còn ít thị trường cạnh tranh gai gắt song với sự chủ động tiến bước nắm bắt thời cơ biến khó khăn thành động lực để phấn đấu cùng với sự ủng hộ giúp đỡ to lớn từ phía quý khách hàng đã tạo điều kiện cho công ty công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Việt Hàn đã vượt qua khó khăn thách thức để xây dựng và đạt được nhiều mục tiêu lớn đã đề ra và trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất bê tông thương phẩm có uy tín trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội theo chủ trương của Đảng và nhà nước, tham gia vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt hơn 10 năm qua với phương châm lấy chữ tín làm đầu, xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 2008 nỗ lực tích cực đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư vùng nguyên liệu, một mỏ cát, hai mỏ ba gian ở Ninh Bình và hệ thống dây chuyền sản xuất tự động, đồng bộ, khép kín từ khai thác nguyên vật liệu đầu vào đến hệ thống chạm trộn hiện đại đã cho ra những sản phẩm chất lượng tốt, có sức cạnh tranh trên thị trường. Nhận thức rõ được con người là nhân tố quyết định trong mọi quá trình sản xuất, nhất là đối với công việc đặc thù như sản xuất Cung cấp bê tông thương phẩm, đòi hỏi người kỹ thuật phải vừa hiểu biết công nghệ để đưa ra được yêu cầu phối đáp đúng được chất lượng và phù hợp với điều kiện thi công. Vì vậy, những năm qua, công ty Việt Hàn luôn quan tâm, chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực thông qua các giải pháp tuyển dụng nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đào tạo thêm chuyên ngành tại công ty ít nhất 3 tháng về vận hành các dây chuyền sản xuất để họ có tay nghề vững vàng, am hiểu sâu sắc về quy trình, công nghệ và các quy trình khác để được như ngày hôm nay không thể không kể đến ban lãnh đạo giàu năng lực và tràn đầy nhiệt huyết của công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại việt hàn những người đã lèo lái con thuyền vượt qua bao sóng gió để đạt được những thành công những khó khăn cùng bao nỗ lực đã được công nhận khi công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại việt hàn vui mừng đón nhận những giải thưởng và những chứng nhận sản phẩm xây dựng tiêu biểu và rất nhiều những bằng khen khác chia sẻ về những bước đầu gian nan trong quá trình xây dựng công ty Ông Trần Văn Phố, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Việt Hàn cho biết, không chỉ là những lời khen có cánh, uy tín của công ty Việt Hàn còn được xây dựng từ những đối tác, những bạn hàng đã luôn sát cánh và giúp đỡ, ủng hộ công ty như MB Land, Cotana Group, Hải Long Land, Hòa Bình Land. Những thành tựu của công ty ngày nay còn được hiện thực hóa bằng những công trình, những sản phẩm đang nằm trên giải đất hình chữ S thân yêu những công trình đó không thể không kể đến dự án Vinhome Gardenia, dự án Grand Plaza Trần Duy Hưng, khu tổ hợp căn hộ đẳng cấp Goldmark City, khu biệt thự và căn hộ cao cấp Vinhome Green Bay. Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Việt Hàn thành công như ngày hôm nay còn nhờ sự ủng hộ và đầu tư hết mình của các bên đối tác. Một trong những đối tác quan trọng đó có thể kể đến đó là MB Bank Lãn Ông. Đây chính là những minh chứng cho sự thành công của cả một tập thể vững mạnh. Niềm vui, niềm tự hào khi có thể đóng góp một phần nhỏ để kiến tạo nên những công trình mang tầm quốc tế. Đó chính là Vinhome Times City, Vinhome Royal City và rất nhiều những công trình khác.